Xin chào anh em, hôm nay về với kênh của Đức Mario. Thì trước mặt mọi người đây là một sản phẩm xe điện ba bánh Hakimi. Thì tại sao em lại có một cái thiết kế nhìn đẹp và sang trọng đến như vậy, nhưng đứng cạnh Đức Mario thì em nó luôn luôn nhỏ bé. Xin giới thiệu với anh em, Đức Mario cao đến 1m85 và nặng đến gần 90 cân. Thế nên là cái chiếc xe này mà Đức test ấy, thì như là Đức đang có hai người ngồi trên cái chiếc xe này nhá. Đấy. Rồi, bây giờ cái màu trước mặt mọi người đây là một cái màu xám rất được nhiều người ưa chuộng trên những cái sản phẩm Hakimi, công nghệ đến từ Nhật Bản. Và bình ắc quy của em nó cũng sử dụng chính hãng của bình Hakimi luôn nhá. Bây giờ chúng ta đi về phần đầu thiết kế xe trước này. Bật lên này, chúng ta sẽ có giải đèn LED định vị ban ngày này, đúng không ạ? Đèn bi thì chúng ta sẽ có hai đèn bi cầu liền. Đây, một bóng trên và một bóng dưới, nghĩa là có pha, có cốt đấy. Đây này, đây là cốt này, đây là pha này. Pha sẽ bật hai đèn, đi buổi tối cực kỳ là sắc LED và đẹp. Ở phía dưới này của chúng ta cũng sẽ có đèn định vị ở hai bên, màu trắng giống như đèn pha ở trên, và có tích hợp đèn xi nhan ở phía bên trong, phải và trái rất là đầy đủ. Đấy. Về phía bánh xe của em nó sẽ được sử dụng là bánh 300-10, lốp là lốp không xăm, và vành là vành đa chấu. Chắn bùn phía trước của em nó được gắn logo Hakimi, không thể bóc, không thể xé được nha mọi người nhá. Đấy. Cái thương hiệu này thì khá là đắt tiền. Rất là nhiều bác muốn hỏi mình là thế tại sao em nó đắt tiền đến như vậy. Thì bây giờ mọi người đặt ra câu hỏi là mọi người muốn sử dụng một cái mặt hàng chính hãng cao cấp, đúng không ạ? Từ bình ắc quy cũng sẽ là của Hakimi. Nó sẽ được sử dụng là 5 bình ắc quy Hakimi. Đây. Thương hiệu Hakimi, rất sắc nét và có dập logo in ở đây, Hakimi. Đấy. Và ở đây của chúng ta là 30AH nhá. Đấy. Bình ắc quy Petri Hakimi. Đấy. Nghĩa là một cái nhà máy này họ sản xuất cả xe và cả cái bình ắc quy này. Và tên của cái dòng xe này đó chính là S8 Pro. Và chiếc xe này thì hiện tại đang có một mức giá khuyến mại từ 23.500.000 giảm 2.500.000. Còn 21.000.000 sẽ được bao gồm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và được bảo hành cái bộ bình ắc quy ấy lên đến 25, cho anh em thoải mái tự tin dùng ắc quy được chưa ạ? Đấy. Bây giờ giá thành của em nó đắt thì tương ứng với chất lượng và chế độ bảo hành của em thì sẽ được nâng cao lên, đúng không? Và cái sản phẩm này có cao cấp đến cái mức giá 21.000.000 không? Ngay bây giờ chúng ta hãy đi chi tiết vào một số vấn đề nữa của chiếc xe này nhá. Ở thân xe sẽ có logo Hakimi, nhìn rất thể thao, có những cái ô vuông này. Đấy, có dòng chữ S8, được chưa ạ? Rồi, đây là bánh xe, phía đằng sau cũng sẽ được sử dụng là cầu V-size và cũng là bánh 300-10 cho cả ba bánh. Rồi, về phía ghế này của chúng ta có thể trượt ra trượt vào hoặc là gạt tay lên để cho chúng ta dễ đi ra đi vào nhá. Đấy, và chiếc ghế này cũng có thể trượt lên trượt xuống này. Đấy, để cho chúng ta ngồi được hai người hoặc là một người, đúng không ạ? Rồi. Về phía phần chi tiết tiếp theo của em nó sẽ có rất là nhiều ngăn đựng đồ. Theo như mình thấy, đây, một ngăn đựng đồ phía bên trong cốp đằng sau. Đấy. Rồi. Một ngăn đựng đồ phía dưới. Đấy. Để cho chúng ta chứa được nhiều hàng hơn và có automat chống chập cháy. Rồi, về phía phần động cơ của em nó, động cơ của em nó sẽ được sử dụng là động cơ 650W xịn, công nghệ đến từ Nhật Bản. Đấy, đây. Đấy, anh em thể thấy không? Đây, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cầu V-size này. Hoạt động bằng cầu V-size này. Đấy, nghĩa là một bánh mà khi mà tiếp xúc vào mặt đất thì nó sẽ chống lật ở bánh kia sẽ ngừng hoạt động. Anh em có thể nhìn sâu vào cái cầu V-size đi. Nó sẽ được làm bằng gang nhá. Như trên những cái chiếc xe điện ba bánh cao cấp thì hầu như cái cầu này sẽ được làm bằng gang màu hơi ngà ngà như trên video anh em đang thấy. Đấy, động cơ cuộn điện rất đầy đủ ở trên những cái chiếc xe ba bánh. Rồi. Và cái chiếc xe ba bánh Hakimi này sẽ được bên xe Minh Đức tặng cho anh em một cái tấm thảm lót chân ở ngay vị trí dưới này nhá. Đây. Đấy, thấy không? Rồi. Bây giờ chúng ta hãy thử ngồi lên và trải nghiệm chiếc xe này. Xe này thì có phanh chân ở phía bên phải. Nếu mà ai yếu ở bên phải thì chúng ta có thể lăng từ chân phải qua chân trái nhá. Đây. Vít ga cực kỳ là mượt này, mọi người thể thấy không? Đấy. Và chiếc xe này có 3 nút tốc độ chạy, sẽ chạy được đâu đó 35 km trong 1 giờ.
Đấy. Quãng đường di chuyển của em nó từ 80 cho đến 100 km cho một lần sạc. Nhìn động cơ cầu V-Side đấy. Đấy là chống lật. Còn mọi người hay hỏi mình là chiếc xe này có số tiến số lùi không, thì mình cũng phải trả lời luôn là có nhá. Nhưng cái dòng xe ba bánh nào mà do xe Minh Đức cung cấp thì đều có số tiến số lùi cả. Đấy, có nút B khóa an toàn trẻ con trên cái chiếc xe này. Có màn hình điện tử full LCD luôn. Đấy, chìa khóa chống trộm trên những cái chiếc xe này cũng khá là đầy đủ. Đấy, bây giờ mình sẽ thử leo thử con dốc trên kia nhá. Đây. Anh quay phim có thể chạy trước lên con dốc đấy đi. Xong rồi mình sẽ leo cho anh em xem. Với cái chế độ lặng đến 90 cân như mình thì những cái con dốc này thì theo mình đánh giá là rất là bình thường thôi. Đây này, mình lên chỉ một lần một thôi này. Đấy, rất là mượt. Đấy, kể cả lùi lên dốc khả năng chiếc xe này cũng sẽ thực hiện được nhá. Này. Đấy. Xoay. Xoay. Đấy. Mọi người có thể thấy không? Đấy, hoạt động rất là mượt. Đây, bây giờ mình sẽ lùi lên dốc này. Xoay. Cầu V-Side. Đấy, thấy không? Không cần đến những cái con động cơ 800W. Thay vì thế chúng ta hãy sử dụng một em hàng Hakimi như vậy, được sử dụng động cơ 650W nhưng cực kỳ là khỏe và êm đẹp để cho chúng ta đi trong những cái cung đường phố, đúng không ạ? Rồi, giờ chiếc xe này mà có mức giá 21 triệu thì theo anh em là có hợp lý với túi tiền của anh em không? Hãy để lại comment ý kiến phía bên dưới của kênh Đức Mario nhé. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.